Chào anh em Năm Mai Mai Vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Ngày hôm nay em chào bán một số cái cây mai ghép giá khoảng chừng vài triệu cho đến khoảng 20 triệu đổ lại cho anh em nào mình tài chính mình chẳng trung bình là mình chơi nhanh em. Thì cái cây đầu tiên của ngày hôm nay đó là một cây mai vàng ghép bạch mai đọt hồng. Thì bạch mai đọt hồng là nó cái đọt nó vậy nè anh em. Cái lá nó già nó sẽ ra bình thường nhưng mà khi mà còn non thì nó hồng hồng vậy nha. Sau khi nó chuyển màu ra nó màu vẫn màu xanh bình thường. Cái cây này có bông, kiểm tra mặt bông rồi đầy đủ rồi. Thì bên em bán lúc nào thứ nhất là bao cho anh em là đúng giống, chuẩn giống, đưa ra thị trường là không có sai giống nha anh em. Tại vì cây là đa số là hàng lớn tiền không mà không có làm sai giống cho anh em được. Cái thứ hai là lúc nào cái cây bên em đưa ra thị trường đều là sung sức, em cam kết là đang trong cái thời kỳ sinh trưởng và phát triển mạnh nhất. Cái thứ ba là bên em giao hàng toàn quốc, ví dụ như trong trường hợp anh em ở gần ở vườn bên em ở hẻm 125 đường Vườn Lài, phường Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh á, có thể qua xem trực tiếp. Còn trong trường hợp mà anh em ở xa đó thì bên em có ship hàng, thì cũng tùy theo tỉnh em có phương án ship hàng khác nhau. Tuy nhiên mà khi nào em ship á, lúc nào cũng thu chậu nha anh em, không bao giờ rút chậu ra, tại rút chậu ra cây yếu. Thì cơ bản là cây này đang nằm trong cái chậu men gớm bên ngoài đắp nổi, tức là mai điểu nha anh em. Đây là có hai cái mặt mà nhỏ đó, chậu án mây, hai cái mặt nhỏ thì có mặt bộm. Còn cái phần mặt chính á, cái phần mặt chính á là tích chim điểu đắp nổi nha anh em. Tích chim điểu đắp nổi rất là đẹp. Cây này thì nói chung là mình trưng bày được vào hàng mai bạch đó, là đa số là mình để mình làm theo kiểu dạng bonsai. Còn ngoài gốc á thì anh em xem trên hình nè, cái này giống như con heo vậy đó. Nó nằm thì ở cái vị trí thước dây dắt ở đây là khoảng 46 nha anh em. 45-46 thì nghe vị trí thước dây ở đây là bình eo của nó đó. Còn cái củ này nó lên được khoảng 20, cái tay em 22 cm đó, lên khoảng mấy cm nữa, khoảng 20 mấy cm. Đây là tổng thể cái cây mai vàng hoành 40 mấy ghép bạch mai đột hồng, thời gian ghép 2 năm. Cây đang nằm chậu bơi biên hòa đắp nổi tích mai điểu. Mặt bên này mặt bông, bên kia là chim điểu nha nè. Còn hai cái mặt ấy thì có hình mặt bộm như thế này. Cây này thì em xin phép được giao lưu với anh em giá 18 triệu giá bán bao gồm cây và chậu. Giá bán giao lưu tại vườn, anh em nào ở xa thì em có nhận ship toàn quốc. Còn anh em nào ở gần thì qua vườn xem này có bất tí lấy lộc. Thì số điện thoại của em là 0938 934323, vườn bên em ở hẻm 125 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cây mã số 2 là một cây tố quý. Đấy thì cũng khá ghép cúc tổ hương thì ở trên cây đang có mặt bông luôn nha anh em. Thì em quay cái tổng thể cái cây trước cho anh em. Cây này thì ghép non mùa thôi nhưng mà cũng vô mâm rồi. Thì giống như trình hình cho anh em á. Cụ đấy khá mà anh em. Anh em soi với cái lon Coca-Cola nè. Lon Coca-Cola. Đây, thành tổng cái cây tố quý ghép cúc tổ hương lùng lực. Cái này mình chơi qua năm, mình sơn cái chậu mình chơi năm nay nè. Sơn đỏ hay gì đó, qua năm mình thay cái chậu rất là đẹp. Về mặt hoa nè anh em, hoa trên cây là cúc thọ hương anh em. Non mùa mà bông này anh em là thứ nhất là em, lúc nào em bán cũng nói là cam kết chuẩn giống cho anh em. Thì tình cờ cây này nó có cái một bông trên cây luôn cho anh em xem. Chú ý ghép cúc thọ hương. Cây này thì cái hoành eo của nó ở trên đây nè, không có cấn cái gì hết nha anh em. Khoảng 30, mình nếu mà đo sợi xuống đây thì khoảng 35. Đế á, sổ lên là khoảng 20 cm anh em, so với cái tay em nè. Còn hoành của tổng đế á, là 100. Cây đang nằm trong chậu 50 lọt lòng nha anh em. So sánh với Coca, cái con Coca-Cola anh em biết. Cây này thì em giao lưu với anh em tứ quý ghép cúc thọ hương mã số 2 của ngày hôm nay, giá cây này 5 triệu giá giao lưu tại vườn nha anh em. Nếu mà anh em có nhu cầu có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0938 934323. Cái cây này là em ưu tiên anh em nào ở gần nha anh em. Ở gần bán để giao cho nó dễ, tại vì cây giá trị nhỏ mà đi ship á phải đóng kiện thì nó quá chi phí. Em cảm ơn anh em và em chuyển qua cái cây tiếp theo. Số 3 của ngày hôm nay là một cây mai vàng. Củ đặc, củ rất là đẹp nha anh em. Cái củ ấy chứ không phải cái đế, cái phần trắng trắng đó, thì chút xíu quay kỹ cho anh em. Cây này thì ở thông số cơ bản là hoành eo 36, hoành cái cũ của nó là khoảng 57, chiều cao từ mặt chậu đi lên ngọn là khoảng 1,2 nha anh em. Cái ngang của nó là hiện giờ khoảng 1m, 1m05 để cho anh em hình dung cái kích thước. Thì
Cây đang nằm trong cái chậu tùng cò nha anh em. Chậu này cũ thôi, xưa thì em không dám nói, cũ thôi. Đầu xưa em không gành. Ghép thì thời gian ghép là khoảng 3 mùa rưỡi, khoảng hơn 3 mùa nha anh em. Cũng nói ok. Con này chơi Tết ok nha anh em. Đây. 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 Nói chung là mấy cây Thủ Đức mà già mùa đó cũng dễ chơi lắm anh em ơi. Con này nó đều hết nha anh em. Em không có phải lựa mấy cái chỗ mà nút nhiều em quay cho anh em. Bên vườn bên em thì có sao nói vậy thôi. Cái này là mai vàng ghép dảo Thủ Đức. Cái này thì em giao lưu với anh em 13 triệu 500 ngàn thôi. Thì cây hoành nó cũng nhỏ. Để cái củ là hoành ngay chỗ này nha anh em. Cái củ nè, cái củ đặt này 57 hoành. Còn do đặt hết. Còn cái hoành neo ngay chỗ vị trí này là 36, 37 nha nè. Neo không có đây, không có cắn này, khoảng đây khoảng 36, 37. Cái củ này thì 57. Chiều cao từ mặt chậu đi lên nó là 1m20. Tán ngang của nó hiện giờ là khoảng 1m. Thì cây đang nằm trong chậu tùng cò cũ. Cây này thì em giao lưu tại vườn giá 13 triệu rưỡi. Trong trường hợp anh em ở xa thì em có ship xa nha anh em. Số điện thoại của em là 0938 934323. Cây số 4 là cây tứ quý ghép dảo ghép đại lộc nha anh em. Xin lỗi, ghép đậu là đại lộc. Cây này thì nút nôi em bao anh em luôn. Đại lộc thì nó cái cách nó đóng nút rất là sướng thì anh em biết rồi. Quay đến đâu là nút đến đó nha anh em. Anh em thấy trồng nút ở đâu là có lá là có nút. Cây là cũng gần mâm rồi. Vì riêng cái đại lộc á thì em không có dám cam kết 100% ra ấy nha anh em, tại vì đại lộc nó có phần đốc thì cái cây này năm rồi bông cũng được lắm. Mà bán này có gì em nói trước với anh em, nhiều khi ra dài á, cái bệnh của đại lộc là năm nay nó đạt hết, rồi năm sau có thể là có một phần nó bị năm cánh. Thì nếu mà anh em mà mình cho may lâu năm mình cũng biết. Cây này đến nôm rất là đẹp nha anh em. Đến nôm rất là đẹp tại vì nó đang nằm trong cái chậu đỏ xấu thôi. Có điều kiện giờ mua mình thay chậu, qua năm thay chậu ok rồi. Cây này có thông số á, là hoành neo của nó là khoảng 36, hoành đế của nó là khoảng 85. Cộng thước dây dắt như vậy là 85 nha anh em. Đế sổ lên khoảng gần 20 cm. Chiều cao từ mặt chậu đi lên là khoảng 1m2. Tán ngang của nó là khoảng 1m. Nút nôi thì rất là ok. Cây này thì em xin phép được giao lưu với anh em giá 10 triệu thôi. Tứ quý ghép đại lộc. Cây giao lưu tại vườn ở hẻm 125 đường Lài, phường Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0938 934323. Hẹn gặp anh em đến giao lưu trực tiếp. Bên em thì có nhiều cái sản phẩm khác nữa nhanh em. Nếu mà anh em yêu thích mai vàng có thể add số Zalo của em để hỏi em thì em sẽ tư vấn thêm. Giá từ vài triệu đến 100 mấy chục triệu cũng có. Đa số là hàng bonsai đều có dàn mâm làm kẽm hết nha anh em. Cảm ơn anh em và anh em ở video tiếp theo.